11 trừ 5 thì bằng 6, 12 trừ 5 bằng 7. Nhưng các con có nhận ra điều gì đặc biệt ở đây không? Đó là lấy hàng đơn vị cộng với 5 thì tìm ra được kết quả. Ví dụ như 1 cộng với 5 thì bằng 6, 2 cộng với 5 thì bằng 7, 3 cộng với 5 thì kết quả bằng 8 và 4 cộng với 5 thì kết quả bằng 9. Và đó chính là điều đặc biệt của toán cô Hiền trong việc chú trọng phát triển tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề cho học sinh. Cuộc sống luôn luôn có nhiều vấn đề mới và việc xử lý tình huống luôn luôn cần tư duy sáng tạo và trí thông minh của con người. Còn những công việc rập khuôn đã có máy tính và các công cụ thông minh để xử lý. Đừng quên follow và thả tim để xem tiếp những video sáng tạo của toán cô Hiền nhé!